Dạ em xin chào tất cả các anh chị đã đến với cái buổi hướng dẫn là cải thiện chất lượng hoạt động nhà bán hàng. Thì em xin chào tất cả các anh chị, em đến từ bộ phận là quản lý hiệu quả hoạt động đối tác. Thì hôm nay nếu như mà anh chị đã tham gia buổi phát triển này rồi thì cũng coi như xem như là mình có một cái biểu hiện hiệu quả hoạt động chưa được tốt. Thì em hy vọng là sau buổi hướng dẫn này cũng như là chia sẻ của em thì có thể giúp cho anh chị là cải thiện được chất lượng hoạt động nhà bán hàng, cũng coi như là cải thiện được điểm đánh giá và cải thiện doanh thu của mình, để cho mình có một cái bước chuẩn bị tốt nhất vào ngày 12 tháng 12 sắp tới. Rồi, phần hướng dẫn sẽ gồm có 3 nội dung. Là thứ nhất, em sẽ nói về là bên em đánh giá nhà bán hàng dựa trên các tiêu chí nào. Phần thứ hai là các biện pháp cải thiện hoạt động nhà bán hàng. Và phần cuối cùng là các vấn đề phát sinh khi năng lực bán hàng kém. Rồi, thì anh chị nhìn thấy trên màn hình đây thì bên em đánh giá nhà bán hàng dựa trên 4 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là tốc độ xử lý đơn hàng. Tiêu chí thứ hai là tỷ lệ hủy đơn hàng. Tiêu chí thứ ba là tỷ lệ hàng trả về. Và tiêu chí cuối cùng là tỷ lệ phàn nàn của khách hàng. Về tốc độ xử lý đơn hàng thì anh chị nên giao hàng nhanh cho đơn vị vận chuyển trong vòng 24 giờ nha. Trước đây thì anh chị có 24 giờ để chuyển trạng thái sẵn sàng giao đi, rồi anh chị có thêm 24 giờ nữa để mang hàng ra cho đơn vị vận chuyển. Hiện nay vẫn áp dụng như vậy, nhưng nếu như mà anh chị giao hàng nhanh trong cùng một ngày phát sinh đơn hàng thì anh chị sẽ được tăng giới hạn đơn hàng lên rất là nhiều. Về tỷ lệ hủy đơn hàng là bên em chỉ tính những đơn hàng hủy do nhà bán hàng gây ra thôi nha, còn các đơn hàng mà do khách hàng hủy bên em không có tính đâu ạ. Bây giờ em ví dụ các lỗi như là nhà bán hàng không thích, khách hàng không thích, khách hàng trả, hoặc là khách hàng không còn nhu cầu nữa, khách hàng muốn hủy đơn hàng, thì những cái đó bên em hoàn toàn không có tính. Bên em chỉ tính những cái lỗi dựa trên nhà bán hàng, ví dụ như là nhà bán hàng xử lý đơn quá 24 giờ nhưng chưa chuyển trạng thái sẵn sàng giao đi, hoặc là nhà bán hàng đã chuyển trạng thái sẵn sàng rồi nhưng không có hàng giao ra cho đơn vị vận chuyển. Và trường hợp cuối cùng là vấn đề sai giá. Rồi, tiêu chí thứ ba là tỷ lệ hàng trả về, và tiêu chí thứ tư là tỷ lệ phàn nàn của khách hàng. Thì bên em cũng chỉ tính dựa trên cái lỗi do nhà bán hàng gây ra thôi, như là nhà bán hàng giao hàng bị lỗi thật sự nha anh chị, giao bị lỗi thật sự, chứ những cái đơn hàng mà khách hàng dạng mà xài rồi xong rồi khách hàng bị lý do để trả hàng về, thì nhưng mà cái sản phẩm đó được QC và QC báo là kết quả hoạt động bình thường, thì những đơn đó bên em cũng hoàn toàn không có tính. Bên em chỉ tính trên những đơn hàng bị lỗi thật sự, như là sản phẩm nó bị lỗi nè, hoặc anh chị giao sai màu, giao sai mẫu, giao thiếu đơn phụ kiện thôi, thì những cái đó mới tính thôi à. Thì một nhà bán hàng hoạt động tốt sẽ có tốc độ xử lý đơn hàng nhanh lớn hơn hoặc bằng 98%, các tiêu chí còn lại là nhỏ hơn 0.5%. Nhưng em khuyến khích nhà bán hàng của mình là anh chị nên là xử lý đơn hàng nhanh đạt 100% và tỷ lệ hủy đơn hàng đạt 0%, tại vì hai tiêu chí này là hai tiêu chí mà anh chị có thể chủ động kiểm soát được nó, thì anh chị nên kiểm soát càng tối đa càng tốt để cho mình có một cái biểu hiện hiệu quả hoạt động tốt nhất có thể nha anh chị. Còn cái tỷ lệ mà hàng trả về cũng như là phàn nàn của khách hàng thì đây là những yếu tố khách quan, mình kiểm soát khó thì bên em sẽ cho các giới hạn của nó. Rồi, để mà mình có được cái vấn đề là giao hàng nhanh đó anh chị, thì mình nên là giao hàng cho đơn vị vận chuyển trong vòng 24 giờ giúp em nha, là tức là những đơn phát sinh ngày nào thì mình giao ngày đó luôn. Rồi, còn để mà mình hạn chế được vấn đề hủy đơn hàng thì anh chị nhớ là mình cập nhật hàng tồn kho thường xuyên, hoặc là anh chị tách kho để dễ quản lý. Còn mà để tránh vấn đề là hàng trả về và phàn nàn của khách hàng thì anh chị nên là mình kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi giao và mình ráp đúng đơn sản phẩm giúp em.
Dạ em xin chào nhà bán hàng Thu Thảo Trần. Thì chị ơi, nếu như mà mình có thắc mắc nào á, mình cứ gõ vào khung chat giúp em đi, thì em sẽ đi hết cái buổi hướng dẫn này xong, cuối cùng em sẽ giải đáp thắc mắc cho nhà bán hàng của mình nha. Thì em chưa thể cắt ngang được thì em cũng xin lỗi chị về vấn đề này trước nha. Anh chị nhìn thấy trên màn hình đây, thì đây là một cái bảng đánh giá dành cho nhà bán hàng, là hàng tuần anh cái điểm đánh giá này á, anh chị sẽ thấy là nó thay đổi nha, và thay đổi theo hàng tuần luôn, thay đổi vào đầu mỗi tuần luôn anh chị, là mình thay đổi điểm số nè, thay đổi giới hạn đơn hàng nè. Thì để em xin phép là lên cái sales center của mình để mà hướng dẫn anh chị sử dụng để mà vô được cái trang này. Rồi khi mà anh chị nhìn thấy trên màn hình đây thì á, hàng tuần là hiện nay á, là anh chị sẽ không còn được nhận cái báo cáo nữa, nhưng mà anh chị sẽ lên đây để là mình coi cái điểm đánh giá của mình hàng tuần, cũng coi như là giới hạn đơn hàng mới vào đầu tuần sau như thế nào. Thì đây nè, thứ nhất điểm đánh giá nhà bán hàng sẽ được biểu thị ở đây, em khoanh tròn đây à. Tiếp theo là thấy về tỷ lệ hủy đơn hàng nè, em khoanh tròn tiếp là dòng tròn thứ hai. Rồi tốc độ xử lý đơn hàng, hàng đổi trả, và thêm một điều mà anh chị hay quan tâm nữa, đó là giới hạn đơn hàng, em khoanh tròn dài ngay đây à. Đó thì cái này anh chị sẽ theo dõi được thường xuyên các vấn đề hiệu quả hoạt động của mình luôn. Và trên đây mình cũng có biểu thị được cái doanh thu của mình luôn nha anh chị. Rồi, và cái điểm đánh giá này nó rất là quan trọng đối với nhà bán hàng của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái điểm đánh giá này nó sẽ ảnh hưởng cũng như là củng cố lòng tin của khách hàng dành cho cái shop của mình. Thì sau đây à, đây là một cái bảng biểu đồ khảo sát. Đây là một cái bảng biểu đồ khảo sát dựa trên khách hàng nha chị. Thì cái biểu đồ này 5 cột tương ứng với 5 sao, cột thứ nhất là 1 sao và cột cuối cùng là 5 sao. Anh chị sẽ thấy là cột cuối cùng nó cao gần như là gấp đôi so với cột thứ nhất. Thì cái biểu đồ này nó mang ý nghĩa là khách hàng gần như sẽ mua sản phẩm sau khi xem xong sản phẩm đó của những nhà bán hàng có 5 sao, cao gần như là gấp đôi so với nhà bán hàng có 1 sao. Thì chính vì vậy anh chị càng hoạt động càng tốt thì cái điểm đánh giá của mình càng cao. Ngoài ra bên trang web của Lazada cũng biểu thị cái điểm đánh giá này cho khách hàng biết thông qua số sao này đây à. Đây em khoanh tròn ở đây. Thì sau khi kết thúc buổi hướng dẫn ngày hôm nay, anh chị cứ thử là mình lên trên trang web Lazada của mình á, anh chị chọn thử một mặt hàng của mình đang bán, hoặc là anh chị chọn sản phẩm của nhà bán hàng khác cũng được, rồi anh chị nhấp vô đó. Sau đó anh chị nhìn bên tay phải, nó sẽ biểu thị số sao như em vừa khoanh tròn. Anh chị nhấp vô số sao này luôn, anh chị sẽ thấy được nó ghi là điểm bao nhiêu đó trên năm, rồi điểm đánh giá được tổng hợp dựa trên các tiêu chí nào, vân vân và vân vân. Thì khi một khách hàng nào mà họ tinh ý thì họ sẽ tò mò hơn, tìm hiểu hơn về nhà bán hàng đó, đúng không ạ? Thì bạn sẽ nhắc vô đây, mà nếu như điểm mình càng cao thì coi như là mình càng chất lượng, thì khách hàng sẽ tin tưởng càng nhiều mình hơn. Rồi, thì em sẽ đi tiếp là vào phần thứ hai là các biện pháp cải thiện hoạt động nhà bán hàng. Rồi, thì anh chị nhìn trên màn hình đây, thì đây là kho của một nhà bán hàng. Thì khi mà mình nhìn vào cái kho này, có phải là anh chị dự đoán là nhà bán hàng này sẽ hoạt động chưa có được tốt đâu, đúng không ạ? Tại vì á, nhà bán hàng này để kho bừa bộn như vậy, thì
nhà bán hàng coi như là tốn rất là nhiều thời gian để mà mình có thể xử lý được một đơn hàng, và nhà bán hàng cần dễ có nguy cơ là hủy đơn hàng, tại vì nhà bán hàng không biết chính xác đơn hàng, chính xác cái lượng hàng tồn trong kho của mình còn bao nhiêu. Nếu như nhà bán hàng này họ bán quá nhiều cơ, sau khi mà nhà bán hàng này có một cái biểu hiện hiệu quả hoạt động chưa được tốt, thì bộ phận quản lý hiệu quả hoạt động đối tác sẽ thường xuyên liên lạc và trao đổi với nhà bán hàng, giúp cho nhà bán hàng hoạt động được tốt hơn, cải thiện được điểm đánh giá lên, cũng như là nâng trải nghiệm của khách hàng lên. Thì sau khi mà bộ phận quản lý hiệu quả hoạt động đối tác trao đổi và liên lạc, thì nhà bán hàng hợp tác với bộ phận đó, thì nhà bán hàng sẽ đầu tư một chút xíu chi phí vào khung kệ để mà nhà bán hàng có thể xử lý được đơn hàng nhanh hơn nè, kiểm soát được hàng tồn kho chính xác và tốt hơn nữa. Ngoài ra thì nhà bán hàng có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, thì cái thời gian mà anh chị tiết kiệm được, anh chị có thể là làm việc riêng nè, mình tìm kiếm nguồn hàng mới nè, sản phẩm mới nè, tìm rồi mình mở rộng kinh doanh nè. Rồi tiếp theo là cái đó là mình quản lý cái offline và cái kho thôi. Rồi thì sau đây là em sẽ nói với phần là quản lý online và cái sẽ là setup của mình á, sẽ gồm 3 phần là quản lý nội dung, quản lý giá và quản lý hàng tồn. Thì em xin phép là lên cái nói em xin phép nói về quản lý hàng tồn trước đi. Và tại sao á là mình nên quản lý hàng tồn, thì nếu như mà anh chị không quản lý hàng tồn tốt thì anh chị sẽ dễ xảy ra tình trạng hủy đơn hàng. Mà nếu như mà mình bị hủy đơn hàng này rồi đó, thứ nhất là mình sẽ ảnh hưởng đến khách hàng nhiều, và thứ hai là mình sẽ bị phí mặc định, và phần thứ ba là mình đã bị tính điểm đánh giá rồi thì nó cũng không hay đúng không ạ? À? Thì đường nào thì nhà bán hàng cũng thiệt thòi cả, thì anh chị nên là kiểm soát hàng tồn kho thường xuyên giúp em, cũng coi như là mình cập nhật hàng tồn kho thường xuyên. Em ví dụ như là nhà bán hàng đóng gói xong, nhà bán hàng sẽ cập nhật hàng tồn kho liền, hoặc là để mà đảm bảo an toàn nhất thì nhà bán hàng cập nhật lượng hàng tồn kho xong rồi mới đi đóng gói. Còn một trường hợp khác mình an toàn hơn nữa là em ví dụ là trong cái kho của mình bán nhiều kênh thương mại mà anh chị, mình bán offline nè, mình bán các kênh online nè, mà trong cái kho của mình đó một SKU mà mình có 100 con hàng đi, thì mình up chừng 30 con lên thôi, còn 70 con đó là mình để bán các kênh khác nhau, hoặc là mình tránh trường hợp là mình hàng bị hư nè, rồi mình đổi hàng mình cho khách nữa, vân vân nhiều thứ. Rồi thì em xin phép lên sale center để nói về phần là quản lý giá. Rồi, hiện tại cái giá ở đây là nó sẽ được biểu thị là 490 ngàn. Theo như là cái seller center cũ của mình thì có phải là anh chị sẽ thấy nó có dấu chấm và dấu phẩy để phân biệt hàng ngàn, và seller center mới hiện tại của mình cũng như vậy, nhưng cái hình mà anh chị thấy trên cái màn hình của mình đây á, thì có thể là con số này đã được thay đổi, nên cho nên là nó sẽ chưa cập nhật dấu chấm dấu phẩy kịp thời đâu. Nhưng mà em vẫn khuyến khích nhà bán hàng của mình là khi nhập giá anh chị không nhập dấu chấm và dấu phẩy được không ạ? À? Anh chị nhớ nha, là mình không nhập dấu chấm và dấu phẩy, mình chỉ nhập đúng con số đó thôi. Tại vì nếu như mà mình không nhớ cách phân biệt dấu chấm là hàng ngàn hay dấu phẩy là hàng ngàn mà mình nhập sai giá, em ví dụ sản phẩm này là 490 ngàn, bây giờ em giảm giá đi còn 480 ngàn, em không thể có chấm cái phẩy gì cả, em lưu lại thì nó sẽ hiện thị là 480 ngàn luôn. Nhưng nếu như mà anh chị dùng dấu chấm và dấu phẩy lỡ như sai thì nó chỉ còn 480 đồng mà thôi, nhưng lúc đó anh chị vẫn không nghĩ là nó sai, anh chị hiểu không ạ? À?
Chính vì vậy là mình nhớ là mình chỉ nhập đúng con số thôi. Rồi sau đó em lưu lại, thế là xong. Giá này đã được nhập thành 480.000. Rồi, về phần là mình quản lý nội dung thì anh chị sẽ vào cái phần này. Phần hoạt động này đây là em khoanh tròn đây. Mình vào mục chỉnh sửa chi tiết nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ thêm lại bất kỳ cái nội dung nào đó. Em thêm dưới đây nha. Là phù hợp độ tuổi 6 đến 7. Em ví dụ thôi nha. Xong sau đó em lưu lại. Rồi em hoàn tất sản phẩm. Thì nó sẽ hiển thị ngay là dấu này, anh chị thấy không ạ? Thì tức là 48 giờ sau cái thông tin của sản phẩm này sẽ được cập nhật, được không ạ? Thì em đi tiếp vào phần sau. Rồi cái đó là về phần quản lý nội dung, quản lý hai giá. Rồi hàng tồn thì mình cũng chỉ đơn giản thôi, mình nhắc vô đây mình chỉnh sửa là xong. Rồi, về phần quản lý nội dung thì sau đây em sẽ nói rõ thêm là các trường hợp mà nhà bán hàng thường xuyên mắc phải, thì nhà bán hàng rất là dễ bị ghi sai nội dung này, thì bên em thống kê được và em sẽ liệt kê ra để giúp cho anh chị tránh được các lỗi này cũng như là tránh được cái mặt định của nó. Thứ nhất là mô tả sản phẩm chưa rõ ràng. Thì sản phẩm á, em ví dụ nha, là anh chị sản phẩm được thiết kế tại châu Âu, nhưng mà anh chị cái sản phẩm đó được sản xuất tại Trung Quốc, anh chị lại ghi là xuất xứ châu Âu. Sau đó thì nhà khách hàng á, họ thấy là xuất xứ châu Âu nhưng mà giao hàng đến thì lại thấy ghi là made in China, họ không chịu. Họ nói là nếu như khó tính á, họ nói là sản phẩm của Trung Quốc mà không phải của châu Âu, thế là họ sẽ trả hàng về. Như vậy là sẽ là thiệt thòi cho nhà bán hàng của mình lắm. Thì em không mong muốn những cái trường hợp này xảy ra. Để mà giúp cho nhà bán hàng của mình làm được tốt hơn thì nhà bán hàng của mình nên chỉnh sửa một chút xíu, là anh chị nên ghi rõ là thiết kế tại đâu và sản xuất tại đâu luôn, và anh chị hạn chế dùng cụm từ là xuất xứ nha anh chị. Rồi tiếp theo là về kích thước sản phẩm chưa chính xác, là anh chị nên đo kích thước thực tế của sản phẩm mà mình đang bán nha. Tại vì nếu như mà anh chị sai kích thước như vậy thì khách hàng họ không sử dụng được. Tại vì họ khi mà họ đặt đó là họ đã dựa theo cái kích thước này họ mới dám đặt đơn hàng đó. Rồi tiếp theo là về sai hình ảnh, thì đây là một vấn đề muôn thuở và hầu như là nhà bán hàng nào cũng từng mắc phải ít nhất một lần, có thể như vậy nha anh chị. Tại vì á, là nhà bán hàng của mình á, là lấy hàng của nhà cung cấp này, sau đó nhà bán hàng nghĩ là tôi lấy sản phẩm của nhà cung cấp này thì dĩ nhiên hình ảnh trên trang web sẽ đúng với sản phẩm mà tôi đang bán. Nhưng mà nhiều khi đó anh chị, nhà cung cấp đó họ chưa cập nhật hình ảnh hoặc là họ không cập nhật hình ảnh luôn. Chính vì vậy là họ dẫn đến cái sự sai lệch giữa các dòng với nhau. Mà nếu như mà anh chị thấy sai lệch như vậy thì anh chị nên là đổi hình ảnh mới, hoặc là anh chị tạo hẳn một cái SKU mới luôn. Bây giờ em ví dụ một cái cho anh chị dễ hình dung thôi, là em có một nhà bán hàng là anh đó bán là quạt mini, nhưng cái hình trên mạng á, là cái đế chân bằng nhựa, khi giao cũng đế chân bằng nhựa, sau đó nhà cung cấp họ mới đổi lại là cái đế chân nó là bằng sắt, thì như vậy là nó sẽ cứng cáp hơn và chất lượng hơn, đúng không anh chị? Nhưng mà khi mà nhà bán hàng này họ giao ra
khách hàng lại không chịu. Khách hàng lại nói là nhà bán hàng này giao sai sản phẩm rồi. Khách hàng không có nghĩ là đế sắt là nó sẽ chất lượng hơn là đế nhựa. Chính vì vậy là nhà khách hàng này sẽ trả hàng về, như vậy là thiệt thòi cho nhà bán hàng này lắm. Nên là anh chị, nếu như có những cái trường hợp như vậy xảy ra thì mình nên là đổi hình ảnh hoặc là mình tạo hẳn một SKU mới. Rồi, sau khi là mình quản lý online xong là mình sẽ đến phần là quản lý offline trước khi giao sản phẩm ra nha anh chị. Là anh chị sẽ kiểm tra bề ngoài của sản phẩm. Đây à, để em qua cái hình này để cho anh chị dễ hình dung hơn. Là anh chị kiểm tra ngoại quan của sản phẩm, là xem sản phẩm có còn mới hay không, có bị bám bụi dính bẩn hay là không. Rồi sản phẩm điện tử thì có bị đinh sét hay không. Rồi cái hộp của sản phẩm có còn nguyên vẹn hay không. Tại vì á, nếu như mà anh chị giao cái hộp sản phẩm ra, mặc dù sản phẩm bên trong của mình còn rất là mới, đúng là chưa sử dụng luôn, nhưng mà cái hộp bị đè theo chúng thôi, nhưng khách hàng họ chỉ cần thấy hộp mất né, họ sẽ nói là sản phẩm này đã qua sử dụng và họ không muốn nhận món hàng này. Nên là anh chị hãy để hạn chế trường hợp này, anh chị nhớ là mình bảo quản các hộp còn nguyên hàng tiếp theo. Rồi sau đó là mình sẽ đến phần là kiểm tra chức năng của sản phẩm đối với những sản phẩm không có siêu và những sản phẩm không phải là đặc thù. Tại vì á, nếu như mà anh chị không kiểm tra sản phẩm trước khi giao thì anh chị đơn hàng trả về do sản phẩm bị lỗi rất là nhiều luôn, và một đơn hàng bị lỗi trả về anh chị sẽ bị phí mặc định một lần. Nếu như nhiều đơn hàng trả về anh chị cứ nâng lên như vậy, nhiều khi là mình lỗ không, mình cái tiền phí mặc định đó mình không đủ bù lỗ luôn anh chị ạ. Chính vì vậy là anh chị nên kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi giao nha, mình dành chừng 5 phút thôi. Và thêm một cái nữa là nếu như mà cái lô hàng đó của mình mà bị hàng trả về nhiều quá hay bị lỗi nhiều quá thì cái giải pháp của mình lúc đó là anh chị tạm thời off SKU đó trước để mà mình kiểm tra kỹ lô hàng, hoặc là anh chị đổi mua nhà cung cấp khác. Tại vì những hành động như vậy là mục đích cũng là đảm bảo an toàn cho nhà bán hàng mà thôi, được không ạ? Tại vì nếu như mà sản phẩm nó bị trả về nhiều mà bị phàn nàn nhiều thì bên bộ phận quản kiểm định chất lượng á, họ đã tắt SKU đó luôn rồi, như vậy là nó sẽ không hay. Rồi thì bây giờ em ví dụ một cái trường hợp anh chị thấy nha, là một cái máy xe, em ví dụ là cái máy xe sinh tố đi, là mình muốn thử cái máy xay có hoạt động được tốt hay không, là anh chị nên á là mình đặt cái cối xay lên, sau đó anh chị bạn nút thì máy mới chạy. Nhiều nhà cung cấp họ muốn đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì nhà cung cấp muốn là mình vặn nắp lại luôn để mà hạn chế cái vấn đề thọc tay vô thì máy mới chạy, nhưng mà nhiều khách hàng họ không biết, họ không đặt cối xay hoặc là họ không vặn nắp lại thì máy không chạy, rồi họ đổi người là sẽ không bị lỗi, họ trả hàng về. Vì mình là nhà bán hàng là mình sẽ biết các trường hợp thường xuyên mắc phải của sản phẩm đó. Chính vì vậy là anh chị nên làm một cái tờ giấy nhỏ mà ghi chữ bự bự lên là các trường hợp thường xuyên mắc phải và các khắc phục, anh chị bỏ vô thùng hàng trước khi đóng gói thì anh chị sẽ hạn chế được nhiều vấn đề trả hàng về do không biết cách sử dụng. Tại vì đa phần sản phẩm nào cũng có hướng dẫn sử dụng của nó, nhưng nếu như mà hướng dẫn sử dụng đó là chữ quá nhỏ hoặc là hướng dẫn sử dụng đó ghi bằng tiếng nước ngoài khách hàng không đọc được thì như vậy là cũng không hay, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là về vấn đề là xử lý đơn hàng. Tại vì khi mà anh chị có đơn hàng vào, thông thường nha, nhà bán hàng của mình sẽ alo xác nhận với khách hàng là anh chị ơi, anh chị có muốn lấy sản phẩm này hay không, để cho bên em giao ra. Thì nếu như mà anh chị liên lạc với khách hàng đồng ý hoặc là khách hàng lấy thì anh chị đóng gói bình thường. Nhưng nếu như mà khách hàng không đồng ý, hoặc là khách không nghe máy, hoặc là khách hủy đơn hàng thì sao? Thì mình xử lý như thế nào? Lúc đó là anh chị nhớ là dùng cái lệnh xác nhận để gửi lên cho BSC, và BSC giúp mình liên lạc với khách hàng.
Anh chỉ nhớ là đừng có gửi mail lên nha khi mà mình cần xác nhận đơn hàng nha. Tại vì hiện tại BSC sẽ không xác nhận đơn hàng qua mail nữa, mà chỉ xác nhận đơn hàng bằng công cụ mà thôi. Thì em xin phép là lên công cụ để hướng dẫn anh chị. Rồi, thì cái trang web này á, ở Seller Center mới thì nó sẽ không có đâu. Chính vì vậy là em đã copy cái đường link của nó vào khung chat rồi. Thì anh chị nhớ lưu lại để dùng trong những trường hợp cần thiết nha. Thì nếu như mà nhà bán hàng nào mà anh chị có quá nhiều đơn không liên lạc với khách hàng thì anh chị dùng công cụ bên trái này đây. Anh chị đào biểu mẫu về, sau đó anh chị nhập đơn hàng, ghi lý do vô là xong rồi anh chị up lên. Còn nếu như mà anh chị chỉ có một hai đơn không liên lạc được thì anh chị dùng bên phải. Đây là anh chị nhập vào tên nhà bán hàng, rồi lý do, rồi email, số đơn hàng, anh chị chọn lý do phù hợp như là đổi ý nè, đơn hàng trùng, không liên lạc được vân vân, thì anh chị nhớ chọn đúng cái này. Và anh chị nhớ lưu ý giúp em nha, là mình gửi càng sớm thì BSC sẽ trả kết quả càng sớm. Tại vì khi mà anh chị gửi lên thì BSC sẽ giúp mình xác nhận với khách hàng qua 4 khung thời gian là 9 giờ, 11 giờ, 1 giờ và 3 giờ. Em xin nhắc lại, nếu như mà anh chị không liên lạc được với khách hàng chỉ một lần thôi thì anh chị nên dùng công cụ này để gửi lên cho BSC và BSC giúp mình liên lạc với khách hàng trong 4 khung thời gian 9 giờ, 11 giờ, 1 giờ và 3 giờ. Thì cái hành động này hoàn toàn không có tốn chi phí nha anh chị. Rồi, khi mà anh chị gửi càng sớm, BSC sẽ trả kết quả càng sớm. Nhưng ngược lại, anh chị gửi trễ quá, buộc lòng BSC sẽ trả kết quả trễ. Thì nếu như mà bị lố thời gian thì cái lỗi đó đã tính là của nhà bán hàng rồi. Nhưng trường hợp khác, anh chị gửi sớm, BSC sẽ trả kết quả trễ thì những đơn đó bên em hoàn toàn không có tính phí mặc định, cũng coi như điểm đánh giá và lỗi của nhà bán hàng. Rồi, về vấn đề đóng gói thì đây là một cái vấn đề khó khăn dành cho nhà bán hàng hiện nay. Tại vì em nghe nhiều nhà bán hàng phản ánh là tại sao Lazada lại làm khó nhà bán hàng như vậy. Thì em cũng xin trả lời là thật sự Lazada không phải là làm khó nhà bán hàng đâu, mà là bên phía đơn vị vận chuyển họ không dám nhận món hàng đó để đi giao nếu như đơn hàng đó không đảm bảo được độ an toàn. Tại vì họ gặp phải vấn đề là bồi thường quá nhiều đi. Chính vì vậy là họ chỉ cần thấy đơn hàng đó, cái cục hàng đó mà không đảm bảo được độ an toàn thì họ sẽ từ chối nhận hàng. Thì như vậy là đơn hàng của anh chị sẽ không giao đi được, thì nó sẽ rất là thiệt thòi. Chính vì vậy anh chị nên đóng gói theo quy chuẩn giúp em, là anh chị bọc bong bóng khí vào sản phẩm, sau đó anh chị đặt nó vào một thùng cạc tông mới, trơn, chưa qua sử dụng, không cắt ghép, không có in bất kỳ nội dung nào trên đó hết. Sau đó anh chị chèn mút xốp vô để cố định sản phẩm và mình dùng băng keo trắng trong dán lên là xong. Và mình nhớ là không được dùng băng keo màu nha anh chị, tại vì băng keo màu là ở dưới kho em dùng để phân biệt các loại hàng hóa với nhau. Nếu như mà anh chị dùng băng keo màu thì em sợ là trường hợp lạc hàng xảy ra. Rồi đây à, thì đây là một số hình ảnh cho anh chị hình dung là sản phẩm bị đóng gói sai quy cách. Rồi, về vấn đề mà chuyển trạng thái sẵn sàng giao đi, thì những anh chị nào mà mình chuyển trạng thái sẵn sàng giao đi ngay tại nhà luôn thì anh chị là được phép 24 giờ nha anh chị. Mình nhớ là không được lố 1 giây nha. Tại vì hệ thống được thiết lập bằng giây, mà anh chị lố 1 giây nữa là hệ thống tự động hủy đơn rồi. Còn những nhà bán hàng nào mà họ giao hàng cho bưu điện, sau đó bưu điện đưa một cái mã vận đơn về nhập vô, thì anh chị đó sẽ được phép là 48 giờ đồng hồ, là bao gồm từ lúc là chuyển trạng thái, bao gồm từ lúc giao hàng xong và chuyển trạng thái luôn là 48 giờ. Rồi phần cuối cùng của buổi hướng dẫn ngày hôm nay đó là các vấn đề phát sinh khi năng lực bán hàng kém. Rồi là nếu như hôm nay mà anh chị đã tham gia buổi hướng dẫn này rồi thì vào đầu tuần sau bên em sẽ mở lại giới hạn đơn hàng để cho anh chị buôn bán bình thường. Rồi em sẽ giới thiệu qua chương trình ICU này.
đây là chương trình ICU đây à, anh chị đã thấy trên màn hình đây. Và chương trình này là chương trình chăm sóc đặc biệt và nó rất là nguy hiểm đối với nhà bán hàng của mình nha anh chị. Vì anh chị mà bị rơi vô chương trình này rồi thì hầu như là mình sẽ không có doanh thu trong suốt ít nhất 2 tuần liền nha anh chị. Tại vì cái gì cũng có lý do cả. Là nhà bán hàng có hiệu quả hoạt động chưa được tốt, sau đó bộ phận quản lý hiệu quả hoạt động đối tác sẽ thường xuyên liên lạc trao đổi giúp cho nhà bán hàng xem là nhà bán hàng cải thiện hiệu quả hoạt động lên. Nhưng nếu như nhà bán hàng không chịu hợp tác, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng nhiều quá, buộc lòng là bên em phải giới hạn đơn hàng nhà bán hàng là một trong số ít nhất 2 tuần liền. Thì 2 tuần này để cho nhà bán hàng có thời gian là mình cải thiện quy trình cũng như là mình sửa đổi. Nếu như mà nhà bán hàng mình hợp tác cải thiện quy trình lên, nâng cao trải nghiệm của khách hàng lên thì bên em sẽ mở giới hạn để nhà bán hàng buôn bán bình thường. Nhưng ngược lại, nếu như nhà bán hàng không chịu hợp tác thì bên em sẽ giữ nguyên giới hạn đơn hàng là một mãi mãi. Rồi, một trường hợp khác xảy ra là anh chị đã hợp tác rồi, bên em đã mở giới hạn đơn hàng rồi, sau đó anh chị hợp tác kiểu đối phó thôi, thì một lần là nhà bán hàng phải nhập 100% vào kho của Lazada hoặc là bên em không thể nào tiếp tục hợp tác nữa. Thì anh chị lưu ý trường hợp này. Rồi, về giới hạn đơn hàng thì đây là một cái điều mà anh chị khá là quan tâm, là tại sao là mình lại áp dụng giới hạn đơn hàng, rồi giới hạn đơn hàng này sẽ được giữ nguyên hay thay đổi thường xuyên. Rồi, thì giới hạn đơn hàng này đó là bên em áp dụng cho tất cả các nhà bán hàng hết nha anh chị, chứ không phải là áp dụng riêng cho một nhà bán hàng nào cả. Thì nếu như mà nhà bán hàng có hiệu quả hoạt động tốt thì giới hạn đơn hàng này sẽ cao lên. Nhưng nếu như nhà bán hàng có hoạt động chưa được tốt thì bên em sẽ giảm giới hạn đơn hàng này lại để cho nhà bán hàng củng cố lại quy trình của mình nè, củng cố lại gian hàng, củng cố lại cái chất lượng của sản phẩm như thế nào đó. Rồi, thì giới hạn đơn hàng này mình sẽ được thay đổi vào đầu mỗi tuần nha anh chị, chứ không phải là cố định mãi mãi đâu à. Cứ mỗi đầu mỗi tuần sẽ được thay đổi một con số mới dựa trên cái biểu hiện hiệu quả hoạt động của nhà bán hàng. Và cái giới hạn đơn hàng này được tính dựa trên điểm đánh giá nhà bán hàng. Ngoài ra sẽ được dựa thêm 3 tiêu chí nữa, đó là giao hàng nhanh trong ngày, tỷ lệ hủy đơn hàng và tỷ lệ giao sai hàng hóa. Giao hàng nhanh trong ngày tức là những đơn hàng phát sinh từ 0 giờ sáng đến 2 giờ chiều, miễn sao tầm 4-5 giờ anh chị giao ra cho đơn vị vận chuyển luôn thì là mình được tính là giao hàng nhanh trong ngày, thì giới hạn đơn hàng của mình sẽ được nâng lên cao. Rồi, về cái tỷ lệ hủy đơn hàng là không có bất kỳ đơn hàng nào hủy do nhà bán hàng gây ra nha anh chị. Và cuối cùng là tỷ lệ giao sai hàng hóa cũng như vậy, là anh chị không được giao sai màu, giao sai mẫu, giao thiếu linh phụ kiện luôn nha. Rồi, thì buổi hướng dẫn của em đến đây tương đối là kết thúc. Thì nếu như mà anh chị nào của mình bận việc riêng thì anh chị có thể là kết thúc buổi học này và anh chị làm bài khảo sát giúp em. Rồi, ngoài ra nếu như mà anh chị không có bận việc riêng, anh chị đang thắc mắc thì anh chị cứ gọi vào khung chat, em sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi của mình nhé. Dạ rồi, em xin chào nhà bán hàng Thu Thảo Trần. Thì nhà bán hàng có hỏi là điểm đánh giá nhà bán hàng 4.7 là như thế nào vậy? Dạ chị Thu Thảo ơi, thì điểm đánh giá 4.7 tức là 4.7 trên 5 sao đó chị ạ. Thì em chưa hiểu ý của chị là như thế nào, là thế nào hả chị ha? Chị Thu Thảo ơi, khung điểm cao nhất của mình là 5. Đừng mà đánh giá trên 5 sao mà, thì khung điểm cao nhất là 5 và khung điểm thấp nhất là 0. Thì hiện tại của mình là 4.7, là coi như là mình đã hoạt động quá tốt luôn rồi chị Thu Thảo ơi. Thì
Rồi và chị có hỏi em thêm một cái nữa là chính sách 100% bảo vệ người mua, tức là bên em là đảm bảo an toàn cho người mua nhất, là sản phẩm đó nếu như có bị thiệt hại gì thì bên em sẽ phải là đứng ra để mà giải quyết những đơn hàng đó, hoặc là nếu như người mua hàng, người khách hàng đó họ muốn trả sản phẩm, muốn hoàn tiền thì bên em vẫn phải đáp ứng được nhu cầu đó của khách hàng. Dạ em xin chào nhà bán hàng Trần Quang Huy. Thì nhà bán hàng có hỏi là trước mình có sửa nhưng mà lại không duyệt sản phẩm cho mình, vẫn cứ để ở trạng thái off sản phẩm. Dạ rồi, thì anh Huy ơi, tại vì á theo em được biết nha, là nếu như mà cái những cái là sản phẩm này mà nếu như mà đã lâu, thông thường một sản phẩm, một cái SKU sẽ được duyệt trong vòng 48 giờ thì nó sẽ được on sản phẩm đó. Nhưng nếu như mà anh đã sửa rồi nhưng mà sản phẩm vẫn chưa được duyệt thì nó sẽ xảy ra các trường hợp như là có thể là sản phẩm đó là chưa có chứng từ hợp lệ, hoặc là nó chưa đủ chứng từ để mà bộ phận đó để duyệt sản phẩm của mình. Chính vì vậy thì anh Huy nhớ giúp em là mình gửi một cái email lên cho BC, anh Huy hỏi là những sản phẩm này thiếu những chứng từ gì để mà hợp lệ để được duyệt sản phẩm, thì bộ phận kiểm định chất lượng họ sẽ cung cấp cho mình ra là anh nên nộp những chứng từ này lên, thì bên em thấy nó là hàng chính hãng, hợp lệ chứng từ hóa đơn thì bên em sẽ duyệt sản phẩm cho mình và mình buôn bán bình thường cho anh Huy. Dạ rồi, thì nếu như hiện tại mà anh chị không còn thắc mắc nào nữa thì em xin phép là kết thúc buổi hướng dẫn ngày hôm nay nha. Thì em cũng cảm ơn anh chị đã tham gia buổi hướng dẫn này. Để thì em hy vọng sau buổi hướng dẫn này thì anh chị cũng có thể là cải thiện hoạt động nhà bán hàng. Và sắp tới ngày 12 tháng 12 em cũng xin chia sẻ luôn là một chương trình khuyến mãi lớn cuối cuối năm của Lazada. Thì từ đây đến lúc đó, chị Thu Thảo ơi, chị Thu Thảo ơi, thì chị có hỏi là làm thế nào để tham gia chính sách 100% bảo vệ và quyền lợi khi tham gia chính sách? Dạ chị Thảo ơi, cái này á, khi mà mình đã bán buôn bán trên Lazada thì tất cả các nhà bán hàng đều phải tham gia chính sách này rồi, và chính sách này nhằm mục đích là bảo vệ người mua, chị hiểu không ạ? Là nhằm mục đích là nâng cao trải nghiệm của người mua được tốt nhất có thể để khi mà có những vấn đề gì xảy ra, để mà có những vấn đề gì xảy ra thì bên em đều phải đứng ra bảo vệ người mua hết. À, dạ rồi, thì em cũng chia sẻ thêm một cái này nha, là vào ngày 12 tháng 12 á, theo em được biết là một chương trình khuyến mãi cuối năm cũng lớn trong năm Lazada. Thì từ đây đến lúc đó là anh chị chỉ còn khoảng chừng tầm 2 tuần nữa thôi để mà mình cải thiện hiệu quả hoạt động nhà bán hàng. Như là nếu như mà mình đạt được trên 4.5 sao thì cái giới hạn đơn hàng của mình vào ngày đó nó sẽ rất là nhiều. Thì chính vì vậy là anh chị nhớ cố gắng hoạt động tốt để cho ngày đó mình chạy chương trình tốt hơn nha. Thì em cũng xin phép là kết thúc buổi hướng dẫn ngày hôm nay. Thì em cũng cảm ơn anh chị đến tham gia. Xin chào anh chị ạ. À.